Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Từng là sao nam được yêu thích nhất nhì màn ảnh, nhưng mà Quách Ngọc Ngoan lại hứng chịu vô số những bình luận không hay liên quan tới đời tư của mình. Bỏ vợ cũ đến công khai tình cảm cùng nữ doanh nhân Phượng Chanel, nam diễn viên cũng bỏ bẵng đi sự nghiệp showbiz của mình. Gần 7 năm gắn bó với nhau, Quách Ngọc Ngoan và vợ lớn hơn tuổi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Mới đây, chồng cũ của Lê Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống của mình. Anh cho biết trong 7 năm qua, cuộc sống với anh vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Tôi không áp lực khi mọi người nói vợ tôi là đại gia. Tôi đã gắn bó với Phượng gần 7 năm và chỉ dùng đúng hai từ hạnh phúc. Tôi nghĩ không hẳn gia đình của tôi mà các gia đình ít nhiều cũng có những sự tranh cãi, xung đột, nhưng chỉ gói gọn trong khoảng nhỏ để hai vợ chồng xử lý. Tôi và vợ hiểu nhau, đây là điều quan trọng trong đời sống gia đình. Xung đột chỉ giống như thìa cà phê hay bột ngọt để nêm nếm vào nồi thức ăn cho đậm đà. Mọi người hay gọi tôi là đàn ông lãng tử, nhưng tôi thấy như vậy tôi thích mình luôn xù xì, nhưng không phải lượm thượm mà chỉ xù xì theo sở thích bản thân. Điều đầu tiên khi muốn gia đình êm ấm là tôi luôn yêu thương, tôn trọng vợ của mình. Vợ tôi không phải nghệ sĩ, sẽ có những công việc bên ngoài, nhưng khi tôi hiểu và tôn trọng thì chắc chắn sẽ viên mãn. Tôi không áp lực với những lời nói khi có vợ đại gia, vì thực ra trong cuộc sống ai cũng có những công việc cá nhân. Tôi chỉ áp lực khi nhận dự án mà chưa tìm ra sự đặc biệt để thể hiện. Còn cuộc sống của vợ đang làm nên thành công, được mọi người nhìn nhận, tôi càng trân trọng, nể vợ cũng như công việc cô ấy đang làm. Tôi học hỏi nhiều từ vợ, được chia sẻ những bí quyết, điều hay trong kinh doanh. Vì vậy, trước việc mọi người nói tôi cưới vợ đại gia, với tôi chỉ đơn giản đó là người tôi yêu thương và vợ của tôi. Các bạn quên một điều rằng, nghệ sĩ cảm xúc khác lắm. Nếu nói nghệ sĩ là người luôn yêu cái đẹp, đây là câu nói chưa thuyết phục lắm. Tôi nghĩ cuộc sống này tình yêu đối với nhau khó lý giải được. Tại sao trong thời gian gần đây, trên phương tiện truyền thông xuất hiện những cuộc tình vợ chồng ở hai thái cực trái khác nhau? Và tôi được biết ở Việt Nam có rất nhiều cặp vợ chồng chênh lệch về tuổi, nhan sắc hay ở hai đất nước khác nhau họ tìm đến nhau. Tôi ủng hộ gu thời trang của vợ, tôi thấy nó đẹp và ổn. Chuyện tiền hay nhan sắc đối với một nghệ sĩ tính như tôi thì tôi không quan tâm. Thật ra cả hai đến với nhau bằng sự yêu thương, đong đầy, một sự trân trọng. Có thể bạn lấy người vợ trẻ đẹp bằng tuổi, có nhiều tiền hơn, nhưng đó là chuyện của người vợ. Nhưng quan trọng là tình yêu của bạn dành cho người phụ nữ của bạn thế nào. Nếu bản thân mình trong cuộc sống không làm được điều gì hoặc sống dựa vào ai đó, đó mới là điều ái ngại. Người ta nhìn nhận vào mối quan hệ hoặc một tình yêu nào đó. Còn bản thân tôi vẫn có vị trí xã hội, có công việc và sự nỗ lực phấn đấu. Và khi giữa hai vợ chồng có tình yêu thương, sẽ là sự chia sẻ giúp đỡ cho nhau, mang sự tích cực hơn là tiêu cực. Nếu nói tình yêu đẹp cần tiền đối với tôi không nhất thiết, còn với người khác tôi không biết. Thời gian qua trên mạng có nhiều câu nói thú vị như nhiều tiền để làm gì. Người nói ra câu đó trong tôi đó là một nhân tài. Trong cuộc sống vợ chồng nên hạn chế nghĩ về nó hoặc để cho cả hai tự hiểu. Chứ đem tiền ra giữa mối quan hệ tình yêu vợ chồng rất có nhiều điều để nói. Chuyện tình cảm của tôi và vợ trải qua rất lâu. Tôi chỉ muốn nói rằng ngay lúc đầu tôi và vợ không nhiều áp lực, quan trọng là cách vượt qua thế nào. Còn trong việc phong cách ăn mặc của vợ bị chê, tôi hiểu vợ tôi đang làm gì và tôn trọng cách ăn mặc của vợ. Cô ấy đam mê thời trang, tôi ủng hộ. Tôi có những góp ý chia sẻ nhỏ để vợ hoàn thiện hơn và vợ tôi cũng lắng nghe. Có thể với họ bộ đồ đó không đẹp, nhưng tôi hiểu vợ tôi thấy đẹp và yêu thích thì tôi ủng hộ. Có thể mỗi người có một ý nên chúng ta bớt quan tâm với những lời khen chê một xíu. Còn cái mình đang làm mình thích, không phải ảnh hưởng đến ai thì cứ làm. Tôi ủng hộ gu thời trang của vợ và tôi thấy nó đẹp và ổn. Còn chuyện tổ chức đám cưới cho phép tôi giữ bí mật, khi nào thực hiện sẽ chia sẻ với mọi người sớm nhất, chắc chắn sẽ có một đám cưới. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV, các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.